4 5 6 6 7 8 8 1 2 3 4 1 1 1 alo 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 nó bắt nó không không được xa. Alo cái nào có nghe hai cái này đều bắt không được xa. Xa không ạ? Nó phải xa, xa. Bác muốn xa thì nó quá dễ, này bác muốn xa gì ạ? À đấy. Đây, bác muốn xa là đó. Cho ấy to lên nữa. To nữa này ạ. Của không, thế này. Này to cái gì ạ? Có nghĩa là cho cái đẩy to lên. À thì, mình nhận thấy cái to này thì nó sẽ xa, có gì đâu, nghĩa là mình cho to đẩy lên thì nó sẽ xa. Alo. Nhưng cái 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 cái nào to hơn ạ? Cái nào to hơn? Cái này to. Cái KTV gì ạ? BG58 thì nó chỉ lỗi tiếng thôi, chứ còn nó để bắt mic thì nó không thể bằng KTV được ạ. BG58 là bác mua 1,2 triệu à? Cái này thì chỉ bình thường bọn cháu thì bao ship nó có 700, còn đến đây mua thì rẻ hơn. Cái này là ông ấy mua của hãng. Vàng xua như xua mới, xua BG58 là xua mới. Đây tất cả những cái dòng mà nó có hộp như này mới này, nó của công ty nó sản xuất về phân phối về. Nó sẽ có tem bảo hành mới mà nó tầm hơn 1 triệu. Đấy không thể bắt được bằng ngoài. Đấy giảm đi xong rút cho cái không nó xẹt. Đấy không, đây mình không cần giảm mà mình tắt đây đi là được. Tắt đây đi là mình rút là được con này này. Những thiết bị âm thanh đầy mới nó sẽ có chế độ chốc sốc, nó tốt hơn, không cần phải đó. Những cái dòng mic KTV này thì thật với ông và cháu đi quá nhiều. Đấy, cho lấy. Vâng, để đóng khóa cho ông.